tâm sửa chữa, bảo hành điện thoại iPhone, iPad chuyên nghiệp đầu tiên tại Hải Phòng đã có mặt tại Tiến Phát Mobile Mart số 83 Trần Phú và 46 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Với hệ thống phòng bảo hành được đầu tư quy mô, trang thiết bị hiện đại, phát hiện lỗi kỹ thuật bằng máy chuyên dụng cùng đội ngũ nhân viên tay nghề cao được đào tạo bài bản từ những trung tâm ứng dụng kỹ thuật tiêu chuẩn của Apple. Trung tâm có hệ thống phần mềm đa lĩnh vực, linh phụ kiện sửa chữa thay thế cùng các đồ chơi điện thoại được nhập chính hãng. Khi điện thoại của bạn gặp sự cố, hãy đến Tiến Phát, trung tâm sửa chữa điện thoại iPhone, iPad, số 83 Trần Phú và 46 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách một dịch vụ hoàn hảo. Tiến Phát, chuyên Apple.